ban đầu quý vị mang về test là chỉ nghĩ là test cho nó có tiếng hay không thôi. Nhưng mà thật sự khi ghép vào mới thật sự bất ngờ quý vị, khi ghép vào với con 3000 hôm trước là chỉ để test coi cái cục men với loa nó hoạt động hoàn hảo hay không. Nhưng mà không ngờ ghép vào thì nó lại đánh cực kỳ tốt quý vị. Đây là đôi loa Bass 40 con 75 nha quý vị. Lexidrol ZB15. Công suất một loa nó khoảng 600W thì nó ghi maximum là vậy. Nhưng mà đối với hàng Nhật thì khi hạp rồi thì công suất nó cũng không quan trọng đâu nha quý vị. Từ cái mức volume em vặn có tuốt dưới này nè quý vị, vặn lên khoảng 9 giờ thôi là trong cái phòng này nó đánh là chịu không nổi. Đánh ghê hồn vậy đó. Tới 9 giờ nè, nút tăng bass nè, tăng lên cực kỳ đã quý vị. Chép nè, nó chép nè. Tăng bass chép phải nói là cái cực kỳ đã luôn quý vị, nó hát khỏi cần rầy luôn. Thì hôm trước cô đăng lên thì anh em hỏi, có nhiều anh em hỏi bass 30 đánh nổi không, thì em thật sự em cũng không test 30 luôn, nhưng mà em chỉ test 40 thôi quý vị. Thì khẳng định quý vị, 30 nếu mà loa 30 mà quý vị loa bãi nó đánh không chừa loa nào đâu, ngay cả 40 mà nó còn làm nha quý vị. Với cái giá chỉ 3,2 triệu thôi, chúng ta sở hữu một con men Nhật của hãng thương hiệu nổi tiếng Đề Nông. Đề Nông nó rất ít sản xuất men, rất sản xuất ít sản xuất loa, chỉ sản xuất âm ly thôi, nhưng mà con nào nó sản xuất ra đều chất. Cục men này thì của Đề Nông sản xuất và made in Japan nha quý vị, made in Japan. Bỏ ra 3,2 triệu chúng ta sở hữu được một con men Nhật chất lượng nha quý vị, made in Japan, xài không biết đời nào hư. Thì con này nó có nâng cấp so với con 3000 là chỉ có thêm cái dàn rề nè, cái nút này quý vị nhả ra nè là tông, nút tông hai nút này chỉnh sẽ không ăn, khi nhấn vào thì sẽ chỉnh ăn ha, rất là hay chỗ đó đó quý vị. Và công suất con này là 165W, công suất nguồn là 165W nha quý vị, nhưng mà ra lo thì nó sẽ khủng hơn. Thì quý vị cũng biết rồi, em đã test nha quý vị, tai nghe mắt thấy là chuẩn nhất nha quý vị. Chứ mà mình đoán mò con này công suất nó nhỏ ghép không được lo lớn thì cũng không chính xác đâu nha. Đánh mà đánh đánh mà nó đánh căng nha quý vị, chứ không phải cái kiểu đánh mà có tiếng đâu nha quý vị, đánh mà đánh căng luôn á. Rồi em xin kết thúc video tại đây, chỉ nhiều đó thôi. Clip trước em có giới thiệu con này rất kỹ rồi nha quý vị, giá 3,2 triệu. Em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn.